iPhone 16 Pro Max dùng có mấy ngày đã dính ngay lỗi reset counter và ban nick full rồi các bạn ạ. Trời ơi, đây là hai cái lỗi mà cực kỳ tối kỵ trên iPhone luôn. Và mình nghĩ rằng là với những bạn mà đã sử dụng quen với iPhone thì chắc chắn là rất sợ, rất ngại dính phải lỗi này. Nhưng cái lỗi này nó là một cái lỗi xác suất và hên xui các bạn nhé. Tuy nhiên, một người bạn của mình rất là xui, không phải mình nha. Đấy, khi mà mua một cái chiếc máy iPhone 16 Pro Max cũng cùng đợt của mình, chỉ tiếc là khác cái chỗ mua thôi. Ở đây mình muốn nhấn mạnh là bạn ấy cũng là mua máy mới, phải gọi là nó xui rủi lắm mới dính phải một con máy nó bị gặp cái lỗi này. Cho nên là thành ra là bây giờ nếu như mà mang đi bảo hành ấy thì Apple chỉ có hỗ trợ sửa chữa thôi, chứ không phải là hỗ trợ một lỗi một. Thì với một cái số tiền cùng bỏ ra như thế, cũng mua phiên bản bộ nhớ 512GB y chang như mình, cũng bỏ ra khoảng 41 triệu, đây là giá niêm yết của Apple. Bây giờ mua cái bên kia thì họ không có tặng bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng. Cho nên là thành ra là cứ phải gửi lại cho bên kia để mà họ sửa thôi. Thì cho dù là có được bảo hành ngon lành trở lại, nó cũng bị một cái tâm lý là sử dụng nó không có thoải mái. Và cái khả năng mà nó bị tái lại cái lỗi này nha là có, chứ không phải là sửa xong rồi là hết luôn đâu. Đấy, cái xác suất mà gặp phải cái lỗi này nó vẫn còn. Thật sự rất là buồn khi mà không được một đổi một. Mà cái chính sách này thì Apple đã bỏ từ lâu rồi. Cho nên đây là một cái thiệt thòi khi mà bạn ấy quyết định lựa chọn mua của một cái đơn vị ủy quyền chính hãng, cũng là nguồn gốc máy là từ Apple như bao nơi. Nhưng mà mỗi tội là bên đó thì họ không có tặng cái chính sách là lỗi một đổi một. Còn với cái chiếc máy iPhone 16 Pro Max này, nó không có bị lỗi panic full hay reset counter, nhưng mình mua tại Clickbuy nên mình được tặng bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng. Và đổi ở đây là các bạn sẽ được đổi mới một cái chiếc máy nguyên siêu hoàn toàn, chính các bạn tự bóc siêu ra một cái chiếc máy mới luôn. Còn cái máy lỗi kia thì Clickbuy sẽ thu về. Nên đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao Clickbuy. Và đó là lý do tại sao mà mình mua cái chiếc máy này tại Clickbuy. Kể cả anh Dương cũng thế, cũng mua cái chiếc máy này tại Clickbuy. Mức giá thì mua cũng giống như bao người, và cũng được tặng bảo hành lỗi một đổi một cũng như bao người luôn. Và quan trọng nữa là gì? Khi mà các bạn gặp phải vấn đề và được đổi một đổi một thì các bạn còn được reset lại cái thời gian bảo hành nữa. Tức là sau khi các bạn được đổi cái máy mới đó thì các bạn lại có thêm 12 tháng lỗi một đổi một nữa. Chứ nhỡ đâu đưa một cái máy vớ vẩn khác rồi chỉ dùng vài ba ngày nó lại bị lỗi nữa thì sao, đúng không nào? Nó lỗi đến hết năm luôn, hết 12 tháng thì coi như vứt luôn cả cái cục tiền ban đầu mình bỏ mua máy à. Và mua máy tại Clickbuy thì các bạn sẽ thấy đấy, với câu slogan kể cả là những cái dòng máy mới hay là những dòng máy cũ, máy mới thì là lỗi một đổi một này, còn máy cũ là nếu như không zin sẽ được tặng máy và hoàn tiền. Cho nên là đó là lý do tại sao mà mình đã quyết định là đặt niềm tin tại Clickbuy. Và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cái con máy mình mua tại Clickbuy nó không hề bị lỗi các bạn nhé. Cái lỗi này nó là cái lỗi xác suất, chứ không phải là do mua bên nào nó mới bị. Nên là các bạn lưu ý làm rõ cho mình vấn đề này, xui lắm thì mới gặp phải thôi. Và khi gặp phải, cái quan trọng nhất giờ đây là gì? Là cái chế độ hậu mãi và dịch vụ. Thì mình thấy là bên Clickbuy đang ok nhé. Duy nhất Clickbuy là tặng lỗi một đổi một trong vòng 12 tháng. Dành cho những bạn nào chưa biết thì cái lỗi panic full nó là một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho thiết bị nó bị rơi vào tình trạng là treo, đơ hoặc lag, thậm chí là nó không phản hồi lại luôn. Còn lỗi reset counter ấy là cái lỗi mà nó sẽ khiến cho iPhone nó khởi động liên tục trong quá trình sử dụng. Riêng mỗi cái ngày 29 thôi nó đã khởi động lại 4-5 lần rồi và bây giờ không dám sử dụng nữa luôn. Lỗi này nó xảy ra thường thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do phần cứng, là do main này, hoặc là do cổng sạc cái thứ này kia. Thứ hai là do phần mềm. Phần mềm thì nó đơn giản hơn thì có thể là chạy lại được. Tuy nhiên thì rõ ràng là thường nó sẽ rơi vào cái phần cứng. Và mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu như các bạn mua iPhone mới tại Clickbuy mà gặp phải hai cái lỗi này, reset counter và panic full, không biết là do phần cứng hay là phần mềm, không cần có check test các thứ này kia phức tạp làm gì cả. Chỉ cần biết là nó có hai lỗi này thì ngay lập tức các bạn sẽ được đổi máy mới hoàn toàn và reset lại 12 tháng bảo hành một đổi một luôn, không có làm mất thời gian của các bạn. Đó là những gì mà mình muốn truyền tải trong video ngày hôm nay. Không biết các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.